Và mỗi một lần được chia sẻ với Hội Thánh á, lòng tôi rất là vui, bởi vì tôi biết được rằng lời của Chúa như cái hình ảnh mà chúng ta vừa xem ở trên đó, nó như một hạt giống vậy. Mình không biết đâu. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là lời Chúa mình nghe ngày hôm nay, rồi sau đó là mình bận rộn mình quên. Nhưng không, điều lạ lùng là lời Chúa đấy nằm ở trong tâm trí của mình lúc nào mình không hay. Chúng ta nhớ là trường hợp của John Newton đấy. Ông là một khi ông đang là một người buôn lô lệ, là một cái người làm cái công việc mà có thể nói là độc ác nhất trên trần gian này, thì ông không có thể nào tưởng được là ông có thể tái sinh được. Nhưng đến một ngày khi mà ông gặp bão gió trên cái con tàu của mình ấy, thì ông nhớ lại lời của mẹ ông nói về lời Chúa khi ông còn 12 tuổi, và lời đó làm cho ông sống lại. Có một người họ đi nghe giảng, họ thấy ông mục sư đọc là ông này sinh ra ông kia, rồi thọ bao nhiêu tuổi rồi chết, rồi ông cứ đọc đi đọc lại là từ ông A đến ông B và mấy chục người, cứ ông A sinh ông B, rồi ông A thọ bao nhiêu rồi chết, rồi ông B thọ bao nhiêu rồi là sinh tương đế con rồi cũng chết. Nếu mà cái đoạn kinh thánh này nó không có cái gì là quan trọng cả, nhưng mà chúng ta biết điều gì khiến cho ông thức tỉnh không? Ông bảo nhưng mà cuối cùng ai cũng chết đúng không? Cái từ đó nó khiến cho ông được thay đổi. Chính vì vậy, hỡi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi biết là ngay cả cái đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc vừa lấy đó đúng không? Mình thấy là có bao nhiêu điều mình đang cần tìm mà sao mục sư cho cái đoạn kinh thánh đối đáp mà thấy sống sống rồi chết rồi là nó có vẻ là không có cần thiết. Nhưng mà mọi người biết sao ạ? Khi mà chúng ta còn trẻ đó, chúng ta dành hết thời gian để kiếm tiền. Nhưng mình biết khi mình già mình sẽ dùng tiền để làm gì không ạ? Để kéo lại cái gì không ạ? Dạ, kéo lại tuổi trẻ. Mình thấy không ạ? Hôm vừa rồi tôi đọc một cái bài báo về ông tỷ phú Hồng Kông, ông tên là ông Tang. Ông 86 tuổi và Forbes xếp ông là người giàu thứ 14 của Hồng Kông. Và tôi ngạc nhiên là ông vẫn đang kiếm tiền, ông bà anh chị em ạ. Ông nói là khi mà Hồng Kông bị rối loạn về biểu tình á, là nhiều người coi như là lao đao, nhưng mà tôi thấy đây là cơ hội. Tôi nhìn tôi nghĩ wow, tôi nhìn cái mặt của ông nó già kinh khủng, 86 tuổi thôi đó. Wow, sao ông còn vẫn còn. Ông nói tôi mới mua được có mấy khu nhà ở cái sân bay Khải Đức ấy, sân bay cai tắc cũ của Hồng Kông, nếu ai đi tị nạn Hồng Kông sẽ biết. Thì giờ ta bỏ hoang, thế ông bảo là tôi đang làm hợp đồng để mua hết, nhưng mới mua được 70% cái số nhà ở khu vực này thôi. Tôi muốn mua hết khu này để rồi sau đó. Tôi nói, ông 86 tuổi rồi, nhìn cái mặt ông nó, ôi nó già hơn tất cả những người trong căn phòng này và những người già tôi đã gặp. Mà tôi thấy ông vui vẻ, ông sở hữu về những số lượng nhà đó. Và tôi đặt ra câu hỏi là khi ông nằm trên giường bệnh đó, hoặc khi ông hấp hối đó, theo mọi người, ông sẽ lựa chọn giữ lại tiền hay giữ lại mạng sống của ông? Theo mọi người? Dạ, chắc chắn đúng không? Như vậy rõ ràng chúng ta cần phải, chúng ta thấy điều gì là quan trọng lúc này, điều gì là quan trọng ạ? Dạ, mạng sống là quan trọng cho chúng ta đúng không? Trong lịch sử của Trung Hoa đấy, thì Tần Thủy Hoàng là người được biết đến rất là nổi tiếng. Chúng ta biết ông có một cái lăng mộ rất nhiều những cái binh mã dõng chôn theo đúng không? Là ngựa rồi người rồi tất cả các thứ chôn theo ông. Vì ông có một ước mơ thôi, đó là làm sao có thể sống bất tử. Ông muốn sống mãi. Vì vậy chúng ta phải biết là cuộc đời của chúng ta đấy, người ta chỉ có một mục đích thôi. Nhiều khi mục đích đó bị chôn vùi dưới nhiều cái điều mình cho là quan trọng. Nhưng rốt cuộc lại đó, chúng ta vẫn cần nhất đó là sự sống. Chứ là ai cũng tìm điều đó đâu, ông bà, anh chị em. Tuy nhiên, để đi tìm con đường sự sống này đấy, thì quả là không dễ dàng cho con người. Chúng ta hãy hình dung là chúng ta đến một cái ngã tư, ngã năm đó, mà mình gặp rất nhiều những cái bảng nó chỉ cho mình là đi hướng này, hướng khác. Mình không biết đâu là đường đi cả. Và lúc đó là điều mà tôi thấy rất là khốn khổ cho con người. Còn cái biển đầu tiên chỉ cho chúng ta
xin vui lòng nhớ rằng là tôi không bao giờ có ý tranh luận về tôn giáo. Bởi vì chúng ta biết là gì? Tranh luận về tôn giáo là một cuộc tranh luận bất tận và không khi nào kết thúc. Đó. Và hôm nay thì tôi chỉ giúp cho chúng ta thấy là trong đường đời này có rất nhiều những cái biển chỉ đường. Và chúng ta phải quyết định cho chính mình. Vì chúng ta không thể sống bằng bản đồ của người khác. Và bởi vì sao? Khi chúng ta rơi vào tranh luận tôn giáo đó, thì ai cũng cố gắng bảo vệ cái đạo của mình. Vì nhiều khi là mình cũng chẳng biết nó đúng đến cỡ nào. Nhưng mà vì sao cái tự ái? Mình có thấy một điều là mình nhiều khi mình không có bằng lòng về mình không thích người Việt Nam. Nhưng nếu nghe ai nói về người Việt Nam mình không ra gì, họ mình có bực không ạ? Mình rất là bực đúng không ạ? Dạ. Cho nên mình thấy không ạ? Cái gì nó thuộc về mình đó là mình sẽ bảo vệ. Đúng không? Chính vì vậy, tranh luận tôn giáo là một cuộc tranh luận bất tận, bất kể đúng sai. Nhưng hôm nay tôi còn muốn nói với Hội Thánh của Chúa và ngay cả những người đang đi tìm kiếm cái câu trả lời cho cuộc đời của mình đó. Đó là chúng ta chỉ có một cuộc đời và quyết định của chúng ta là của chúng ta. Mình không thể bước đi cuộc đời của mình bằng cái bàn chỉ đường của cuộc đời người khác được. Nên là đó là lý do là hãy hiểu tôi không hề đem đến một cuộc xung đột hay tranh luận về tôn giáo. Tôi chỉ đang cố nói cho chúng ta biết đường đời này không chỉ có một đường đâu, có nhiều bảng chỉ đường và chúng ta phải lựa chọn trong một những cái con đường đó. Con đường thứ nhất là con đường có tên là con đường tự cứu. Đây là con đường mà chúng ta phải quyết định cứu lấy mình. Con đường này có tên là con đường của sự luân hồi. Như vậy là nhân quả. Cái việc của chúng ta ngày hôm nay là kết quả của quá khứ. Và việc của chúng ta ngày hôm nay sẽ là kết quả cho tương lai của chúng ta. Như vậy trên con đường nhân quả này, bạn làm bất cứ một điều gì ngày hôm nay thì bạn sẽ để hậu quả ngày hôm sau. Như vậy để cho tương lai của bạn tốt thì hiện tại bạn phải làm gì ạ? Bạn phải tốt. Như vậy con đường nhân quả này là con đường không có đức trước trời. Con đường này là con đường bạn sẽ quyết định số phận của bạn. Tuy nhiên trên con đường nhân quả này thì chúng ta sẽ gặp một cái điều rất là khó khăn. Có hai điều mà trên con đường nhân quả này người ta sẽ gặp. Thứ nhất là để có một cái điều tốt lành cho tương lai của mình thì hiện tại mình phải thật là hoàn hảo đúng không? Nhưng mà cũng trên con đường nhân quả này có hai cái chú thích mà chúng ta cần phải nhìn thấy này. Chú thích thứ nhất đó là trên con đường bạn đang xây dựng cho mình một cái tương lai tốt lành thì phải nhớ này. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Là sao ạ? Một cái điều nóng giận đến ở trong tâm trí của bạn thì bạn đã mở cửa cho bách vạn, tức là hàng trăm ngàn điều nghiệp chướng cho tương lai. Mình nhìn thấy nhá, trên con đường này nói với quý vị là sao? Tương lai của quý vị là lệ thuộc vào hiện tại. Và trong hiện tại này phải đi một cách hết sức cẩn thận nhá. Chỉ một lần sơ sẩy thôi thì hàng vạn cái kết quả, cái nghiệp chướng nó sẽ bám theo phía sau quý vị đó. Ok, cho nên phải cẩn thận trên cái con đường này. Rồi sao? Đó, tôi trích như vậy bởi vì đó là nguyên văn trong ngôn ngữ chứ không phải là Và điều thứ hai là nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn khoản công đức chi sơn. Tức là một cái lần mình nóng giận nổi lên á thì thiêu ra thiêu cháy ạ một vạn rừng công đức. Như vậy là trên con đường tự cứu này chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Và trên con đường tự cứu này người ta có những cái giải pháp, người ta nói là vì chúng ta là con người cho nên chúng ta sẽ có kiếp luân hồi nhân sinh. Và trong kiếp luân hồi này thì có 6 kiếp đó, thì có một kiếp người, còn những kiếp còn lại có thể là kiếp của súc sinh này, rồi kiếp của trong hỏa ngục, đó là cái đó là cái tệ nhất rồi. Nhưng mà để làm được kiếp người như ngày hôm nay và chúng ta đang có mặt trên đất theo quan điểm của thuyết luân hồi đó, thì để có được
kiếp con người như chúng ta ở đây thì có một trích dẫn như thế này. Có một con rùa, đây là một ẩn dụ nổi tiếng ở trong thuyết luân hồi nha. Có một con rùa bị mù và cứ 100 năm thì lại nổi lên trên mặt nước một lần. Và trong hàng trăm hàng ngàn lần nổi lên trên mặt nước đó, thì nó gặp một khúc cây. Và khúc cây là có một cái lỗ và nó chui lọt được vào và thế là nó kiếm được khúc cây. Thì người ta nói là kiếp nhân sinh của con người là người đó, nó là một cái xác suất rất là khó khăn. À, như vậy mình nhìn thấy là kiếp đề hôm nay chúng ta là người rất là khó khăn. Và để giữ được cho chúng ta được chuyển hóa, tái sinh ở một cái cõi khác đấy, thì chúng ta cần phải giữ hết sức. À, như đèn đói do chúng ta thì nhìn thấy không? Chỉ bất cứ một ý niệm nào thôi. Mà trong cuộc đời của con người thì có tham, có sân, có si này. Ồ, có nhiều thứ lắm. Tham, sân, si nó rất là nhiều. Mà chỉ cần là mình nóng nảy thôi này, là chỉ cần mình mê tham thôi này, thì sao? Đã tiêu biến toàn bộ cái công trình của mình có thể làm. À, đây là con đường đầu tiên. Đây là con đường mà chúng ta phải có quyết định của nó. À, ai có đủ trí dũng, có đủ bản lĩnh, có đủ cái sự trong sạch, có đủ tất cả mọi điều để giữ được con đường này, hãy có thể đi theo con đường này. Con đường thứ hai là con đường mà chúng ta đang thấy ở trong thế giới này thôi. Đó là con đường chết với nhiều đồ chơi nhất, đó là người thành công. Dạ chắc chắn rồi, ai mà chết với nhiều đồ chơi nhất, người đó thành công thôi. À, vì vậy chúng ta thấy là có nhiều người sau khi chết người ta chôn, người ta liệt kê ra đúng không? Mình có bao nhiêu du thuyền, mình có bao nhiêu nhà. Tuy nhiên chúng ta ai cũng biết là câu chuyện về ông Anthony Bourdain đúng không ạ? Ông ta đã chết, tự tử và đặt ra vô số câu hỏi trong những người hâm mộ ông. Ông là một người đầu bếp nổi tiếng này, một nhà báo này, một người đạo diễn này. Ông đi khắp nơi trên thế giới này, ông có biết bao nhiêu fan hâm mộ, ông có biết bao nhiêu tiền bạc. Nhưng tại sao ông lại chọn kết thúc cuộc đời mình ở trong cái treo cổ vậy? Ông tự vấn như vậy. Điều gì đã sai ở trong cuộc đời của ông? Rõ ràng là ông là người sống với đúng như chúng ta, những người chúng ta thấy thế giới đang sống đúng không? Chết lại hết và ông đang cố gắng đạt được tất cả mọi điều. Nhưng mà tại sao ông lại kết thúc ở trong cái bối cảnh như vậy? Như vậy rõ ràng là vẫn có một điều gì đó đang thiếu ở trong ông. Con đường tiếp theo nữa, một cái bảng chỉ đường đó, đó là thế giới này là một thế giới được kiểm soát bởi tất cả các thần linh. Cho nên là mình phải làm thế nào để cho thần linh hài lòng. Cho nên là mình phải cúng tế, mình phải làm mọi việc. Và đó là lý do chúng ta nhìn thấy riêng ở Ấn Độ thôi có 300 triệu vị thần ông bà anh chị em ạ. Dạ. 300 triệu vị thần. Còn ở Nhật Bản thì có khoảng 8 triệu vị thần. Nhưng Ấn Độ thì là nổi tiếng thế giới, 300 triệu vị thần. Và để nuôi sống những vị thần này thì người ta phải tốn rất nhiều lương thực, hoa quả và tất cả mọi điều. Và trong lịch sử cổ đại thì chúng ta biết là để hài lòng thánh thần đó thì không chỉ là hoa quả này, không chỉ là heo, gà, bò này, mà thậm chí là con cái này, thậm chí là những người phụ nữ nữa đã được dùng để làm các cái vật hiến tế. À, vì vậy, người ta phải làm mọi việc để có thể thỏa mãn các vị thần. Và có một con đường nữa, trông cũng rất là tốt đẹp. Đó là con đường tin rằng có Thượng Đế. Nhưng mà sao ạ? Cố gắng thực hiện những điều Thượng Đế đòi hỏi để mình được vui vẻ và mình được ổn và ban phước. À, khi nói về cái bảng chỉ đường này thì tôi nhớ đến một câu chuyện về một ông Do Thái. Chúng ta biết là người Do Thái là họ giữ cái ngày thứ bảy đúng không ạ? Ngày Sa-bát họ rất là giữ kỹ lưỡng. Không may thì có một ông người Do Thái, ông đánh gôn vào trong ngày Sa-bát. Thế là thiên sứ mới nói với Chúa là: Chúa ơi, Ngài nhìn cái tay Do Thái kia đi đánh gôn ngày Sa-bát giờ sao? À, Ngài có muốn là con mỗi lần hắn đánh là con cho hắn rớt ra ngoài không? Chúa nói không,
Con cứ cho đánh 100 lỗ là 100 lần đánh là 100 lần trúng đi. Mà người biết sao không? Ông đánh 100 lần trúng xong, ông sướng quá. Nhưng mà hôm sau ông đến ông có dám kể không ạ? Ông không dám kể là ngày Sa-bát tôi đi chơi gôn, ông rất sợ. Đúng không? Cho nên đó là do mình đấy mà. Và ngày nay cũng vậy. Chúng ta biết ở tại nước Mỹ này, mình chỉ có hơn 300 triệu dân thôi. Nhưng mà nước Mỹ, mình biết nước Mỹ chúng ta sở hữu bao nhiêu luật sư không ạ? 70% luật sư của thế giới này. Mọi người biết vì sao người Mỹ cần nhiều luật sư không ạ? Có phải là vì người ta sợ 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 tội không ạ? Sợ phạm luật không ạ? Không. Ở nước Mỹ này luật sư chỉ làm một việc là giúp người ta khỏi phải vào tù thôi. Cho nên là người ta dùng luật sư như là một cái bùa hộ mạng rồi vậy. Để sao? Làm sao để có thể phạm tội nhiều nhất nhưng mà ít vào tù nhất ông bà anh chị em ạ? Đúng không ạ? Đó là những con đường mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên thế giới này. Tôn giáo cũng vậy. Và ngày hôm nay chúng ta đang cùng nhau học ở trong sách Răng. Sách Răng đoạn 12 có một câu chuyện mà tôi tin rằng là nếu chúng ta đọc đến đây, chúng ta không hiểu được lý do tại sao mà câu chuyện này được chép ở trong sách Răng đoạn 12. Trước khi chúng ta cùng nhau suy nghĩ và đau đầu một chút thì tôi xin phép được đọc đoạn này. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm nhé. Dạ. Sách Răng đoạn 12 từ câu 20. Vì trong câu chuyện này có một con đường khác mà tôi muốn chúng ta nghe. Và rồi sau đó chúng ta sẽ lựa chọn ở đây. Răng đoạn 12 từ câu 20. Và trong đám đã lên đặng thờ lạy trong kỳ lễ có mấy người Grec đến tìm Philip là người thành Bethsaida thuộc xứ Galilee mà xin rằng: Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu. Philip đi nói với anh rê, rồi anh rê với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: Giờ đã đến khi con người được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết đi sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì sẽ kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến trong giờ này. Cha ơi xin cha làm sáng danh, cha ơi xin làm sáng danh cha. Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm sáng danh nữa. Đoàn dân ở đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm. Có kẻ khác nói: Một vị thiên sứ nào đó nói với ngài. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì ta mà tiếng này vang ra, nhưng là vì các ngươi. Kính thưa Hội Thánh, đây là một câu chuyện ở trong sách Răng đoạn 12. Tuy nhiên câu chuyện này chúng ta sẽ thấy ở đây đó là có những người Grec họ đến gặp xin ra mắt Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với họ một cái điều gì ạ? Họ chỉ đến xin để ra mắt Ngài. Và Ngài nói với họ một câu chuyện không đầu không cuối. Tôi vừa đọc, quý vị có hiểu không ạ? Không hiểu, đúng không? Dạ. Người ta xin ra mắt Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu nói rằng giờ đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Wow. Tôi cũng đánh vật với đoạn kinh thánh này. Tôi nói: Chúa ơi, mấy người Grab này họ đến tìm Ngài, họ muốn ra mắt Ngài thôi, mà Ngài giảng cho họ về sống và chết, hạt lúa mì. Đúng thật, nếu chúng ta nhìn vào kinh thánh thoáng qua đấy, chúng ta thấy nhiều chỗ Chúa Giêsu của Chúa vô lý và khó hiểu. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ ở đây, chúng ta đã thấy Chúa Giêsu có biết mấy người Grab đến tìm Ngài không ạ? Ngài biết chứ, đúng không?
Và mấy người Grec này họ lên thành Jerusalem để làm gì ạ? Đây, tôi xin đọc nhé. Và trong đám dân đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ có mấy người Grec. Theo ông bà anh chị em, mấy người Grec họ lên thành Jerusalem để làm gì ạ? Ra họ đến để thờ phượng. Wow. Một trong những điều mà tôi rất biết ơn Chúa vì mình cầu nguyện để Chúa chỉ dẫn cho mình đó, thì Chúa mới chỉ dẫn. Chúng ta biết là tại Jerusalem là nơi đền thờ của tôn giáo nào ạ? Dạ, đạo Do Thái đúng không? Còn người Grec, họ là người Hy Lạp. Từ Grec họ dịch đây nhưng mà mình hiểu đó, người họ là người Hy Lạp. Và mấy người này đến tìm để thờ phượng ở Jerusalem. Chúng ta phải nhìn nhé. Lúc bấy giờ, văn hóa Hy Lạp là văn hóa tầng lớp dưới hay tầng lớp trên của thế giới ạ? Dạ, văn hóa Hy Lạp là đứng đầu thế giới. Kiến trúc Hy Lạp thì sao ạ? Đứng đầu thế giới. Ngôn ngữ Hy Lạp thì sao ạ? Là ngôn ngữ chung của thế giới như tiếng Anh bây giờ. Tất cả mọi sự thuộc về Hy Lạp đều là đỉnh cao lúc bấy giờ. Và đế quốc La Mã chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp đang cai trị toàn thế giới lúc bấy giờ. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng Chúa Giêsu Ngài không nhìn như chúng ta. Ngài nhìn vào mấy người Hy Lạp này và Ngài hiểu rằng họ là những người xuất thân từ một nền văn hóa được gọi là đỉnh cao của bấy giờ. Nhưng tại sao những người Hy Lạp này lại đến Jerusalem để tìm kiếm một điều gì mà chính họ vẫn còn thấy thiếu ở trong đế chế của họ, trong nền văn hóa của họ? Chúng ta biết không ạ? Người Hy Lạp đã, văn hóa của họ đã bao trùm thế giới trong mọi lĩnh vực. Và người Hy Lạp là người nổi tiếng về phóng khoáng tự do. Như vậy rõ ràng là sao ạ? Sự nổi bật về kỹ thuật, về tất cả mọi điều, về triết lý. Chúng ta biết là sao? Văn hóa Hy Lạp, tôn giáo của Hy Lạp cũng rất là rực rỡ với những đền thờ nguy nga tráng lệ. Đúng không ạ? Và lối sống của người Hy Lạp cũng là lối sống rất là thoải mái. Không có. Tức là họ đã trải nghiệm tất cả mọi điều trong mọi lĩnh vực, nhưng vẫn thấy mình thiếu một điều gì đó. Cho nên họ đã tìm đến tôn giáo của người Do Thái. Và khi họ đến gặp Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu nói với họ một điều mà tôi tin rằng đây là câu đố mà dành cho tất cả mọi người tìm đến Ngài đâu ông bà anh chị em. Rõ ràng là nếu họ đến gặp Chúa Giêsu và Ngài đàm thoại với họ về một điều gì đó thuộc về tôn giáo, họ sẽ hỏi Ngài, có lẽ là dễ hiểu. Nhưng mà Ngài nói sao? Tôi đọc lại cái chỗ khó hiểu này. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng, giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết đi, khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì sẽ kết quả và được nhiều. Quả là khó hiểu. Chúa Giêsu đang nói về một điều giờ đến giờ vinh hiển. Ngài đang nói về điều gì? Rồi Ngài nói về việc một hạt giống lúa chết đi và mọc lại. Nghe thì chẳng liên quan gì đến việc người ta đang tìm kiếm Ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu đang cho người ta thấy có một điều gì đó ở dưới điều chúng ta tưởng rất là bình thường. Đó là chúng ta biết không ạ? Hạt giống lúa mì đó, nếu mà chúng ta cứ để nguyên thì nó sẽ dần dần sao ạ? Khô và chết đi. Nhưng nếu nó chết đi thì sao ạ? Trông tưởng như là chết, nhưng mà khi gieo xuống đất thì nó sao ạ? Nó lại sống lại. Và Chúa Giêsu muốn nói là cái phía sau của sự sống lại của hạt lúa mì đó, nó nhiều hay là ít hơn ban đầu khi gieo ra? Ồ, nhiều hơn đúng không? Chúa Giêsu đang nói một cái ví dụ mà tôi tin rằng là người ta phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hiểu được nó. Nhưng mà tạ ơn Chúa,
Chúng ta biết rồi, khi Chúa Giêsu nói về ví dụ này thì chỉ ít ngày sau thôi, Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá, ông bà anh chị em. Và cũng chỉ sau ngày Ngài đóng đinh trên thập tự giá đó, thì đến ngày thứ ba đó ông bà anh chị em, Ngài từ kẻ chết sống lại đó. Ở đây, khi mà chúng ta đọc hết sách Giăng đó, chúng ta hiểu được Chúa Giêsu Ngài không hề tranh luận tôn giáo. Ngài hiểu rằng những người theo văn hóa Hy Lạp, họ đã ở trên đỉnh của tất cả mọi nghệ thuật, nhưng họ vẫn thiếu một điều gì đó. Và Ngài đã cho họ biết, ta là một đường đi, chân lý và sự sống. Bởi vì Ngài diễn giải cho họ là chỉ ít ngày nữa thôi, khi các ngươi nhìn thấy ta bị đóng đinh trên thập tự giá và sau 3 ngày ta sống lại từ trong kẻ chết đó, thì các ngươi mới biết được có một sự sống được tái sinh là thế nào. Chúng ta phải biết là trước khi Chúa Giêsu đến trên thế giới này, người ta chưa bao giờ biết về sự sống lại hết, ông bà anh chị em. Tôi dám khẳng định ông bà anh chị em, tất cả các tôn giáo, không có tôn giáo nào nói với chúng ta về sự phục sinh và sự sống lại hết. Ngay cả tôn giáo tự cứu luân hồi đó nói với chúng ta sao ạ? Chính quý vị phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của quý vị. Chính quý vị phải lâng lưu mạng sống của quý vị bằng cách gìn giữ nó. Nhưng mà Chúa Giêsu thì sao? Mình phải đọc tiếp, ông bà anh chị em. Đến đây mình vẫn chưa hiểu, ông bà anh chị em. Tôi cũng chẳng hiểu. Và đến câu 27 này chúng ta nghe này. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Chúa Giêsu không hề giải thích. Và Ngài, ông Giăng ông chép chỗ này vào tôi nói. Tự nhiên Chúa nói rằng Ngài bối rối về một điều gì đó đang ở chỗ này. Tạ ơn Chúa. Chúng ta biết vì sao Chúa Giêsu bối rối không ạ? Chúa Giêsu là Chúa của sự sống. Ngài chưa chết bao giờ, bà anh chị em ạ. Và đặc biệt khi Ngài ở trên đất này, trong cương vị của một con người, Ngài không thể biết được điều gì sẽ xảy ra sau khi mình chết. Ngài chỉ có một niềm tin duy nhất nơi Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời sai Ngài vào trong thế gian đó, thì Đức Chúa Trời có nói rằng Chúa Giêsu Ngài trở lên con người, đền tội cho người ta và Ngài sẽ sống lại. Và đó do Chúa Giêsu Ngài giảng sao ạ? Con người sẽ bị đóng đinh và chịu chôn, và đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Là Chúa Giêsu nghe nơi Đức Chúa Trời nói về chính mình, còn Ngài chưa hề từ chết sống lại bao giờ, ông bà anh chị em. Bởi vì Ngài chưa chết bao giờ cả. Hãy hiểu rằng khi Chúa Giêsu ở trên đất này, Ngài không phải là Đức Chúa Trời đóng giả làm con người. Cho nên là khi mà người ta đóng đinh Ngài, Ngài nói không sao, tay của ta cứng như sắt, như cao su, đóng 3 đinh chứ còn 30 đinh không sao cả. Ta là Đức Chúa Trời đây. Có phải vậy không ạ? Như vậy thì không thể nào nói rằng Chúa Giêsu đã đền tội cho nhân loại cả. Mà Philip đoạn 2 nói sao? Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng mà từ bỏ đi và mang lấy hình hài của con người. Ông bà anh chị em lưu ý nhé. Chính vì vậy, khi Chúa Giêsu ở trên đất này, Ngài là con người như mỗi chúng ta vậy. Và khi đối diện với sự chết, chỉ còn một vài ngày nữa thôi, Ngài sẽ phải nhận đó. Thì Ngài chỉ có một niềm tin thôi, ông bà anh chị em, nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Chứ còn Ngài chưa bao giờ chết và sống lại. Để rồi hôm nay Ngài đứng Ngài nói tỉnh bơ, không sao, cứ đóng đinh đi, 3 ngày nữa ta sẽ sống lại, vì ta đã vài lần chết đi sống lại rồi. Chúa Giêsu không nói như vậy đúng không ạ?
Chúa Giêsu ngài chưa bao giờ chết ông bà anh chị em. Và trong khi là thân xác của con người, ngài chưa bao giờ trải nghiệm sự chết. Cho nên ở đây Kinh Thánh chép sao? Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng mà chính Chúa Giêsu có câu trả lời cho mình này. Nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Và rồi chúng ta nhớ là khi Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong vườn Getsemane đó, ngài có nói với cha ba lần là: Lạy cha, nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con. Chúng ta biết là sao? Chúa Giêsu hoàn toàn là một con người xuống thế gian này để chịu lấy án phạt của chúng ta. Vì vậy, sách Giăng đoạn 12, khi chúng ta đọc đến đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy nó khó hiểu. Nhưng thật sự, nó đang vẽ lên cho chúng ta thấy một biển chỉ đường. Đó là con người ta có thể được phục sinh, nhưng không phải bởi họ, mà bởi đấng có thể phục sinh. Cho nên Chúa Giêsu mới nói về việc một hạt giống được gieo xuống đất, bị hủy phá và sống lại. Đấy là ngài đang nói về chính mình ngài. Và rồi ngài giải bày cho những môn đệ của ngài biết rằng là lý do tại sao trong thì giờ này ngài có một sự tranh chiến. Ngài tranh chiến là điều gì mọi người biết không ạ? Ngài tranh chiến là vì chúng ta. Ngài tranh chiến là vì ngài hiểu rằng ngài có thể khước từ điều này, nhưng mà chúng ta sẽ không sống lại được. Và ngài phải nhận điều này thì chúng ta sẽ có hy vọng sống lại. Bởi vì ngài chưa bị đóng đinh, cho nên ngài đang còn phân vân là điều khủng khiếp này sẽ kết thúc mình. Và Đức Chúa Trời thành tín cũng có thể khiến cho mình sống lại. Và mình cũng có quyền lựa chọn khước từ điều này. Chúa Giêsu không phải đóng đinh, nhưng ngài cũng vật lộn là nếu ngài không chịu đóng đinh ở trên thập tự giá, ngày hôm nay chúng ta sẽ không có cơ hội. Và đó là lý do tại sao trong đoạn Kinh Thánh Côrintô thứ nhất đoạn 15 chúng ta vừa đọc với nhau sáng hôm nay đó, Phaolô nói câu từ 45 trở đi, chúng ta nhớ đúng không ạ? Và Adam thứ nhất là người mang sự sống, nhưng Adam thứ hai là thần ban sự sống. Và nếu chúng ta đã thuộc về đất, chúng ta mang ảnh tượng của người thuộc về đất, chúng ta cũng mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Và Phaolô ông nói như thế này: đây là huyền nhiệm ông bà anh chị em. Tất cả các tôn giáo ở trên thế giới này đó chỉ nói rằng bạn phải tự cứu lấy mình. Nhưng mà dễ cứu không ạ? Không dễ đúng không? Nhưng chỉ có Chúa Giêsu nói với chúng ta một điều rằng ngài đã lựa chọn để chúng ta được tự do. Cho nên tôi đã nói với ông bà anh chị em rồi, ở đây không có vấn đề tranh luận về tôn giáo đó. Tùy theo cái tâm trí của mình đón nhận. Và Chúa Giêsu trong đoạn Kinh Thánh này, ngài đang giảng giải cho người Hy Lạp, người Greek đó, có một lẽ thật khác vượt trên cả tôn giáo và nền văn hóa của các con. Và thậm chí các con đi từ thủ đô của đế quốc La Mã đó để đến Jerusalem, thủ đô của tôn giáo Do Thái đó, các con mới đi được một nửa chặng đường thôi. Vì tôn giáo Do Thái dẫn đến chính mình Chúa Giêsu là cứu Chúa của cả nhân loại. Vì vậy khi những người Hy Lạp họ muốn tìm Chúa Giêsu thì ngài hiểu rằng họ
đến gần với sự sống hơn bao giờ hết. Cho nên Ngài biết cắt nghĩa cho họ một cái ví dụ chẳng liên quan gì đến những câu hỏi tôn giáo thông thường, mà Ngài nói với họ sao? Như một hạt giống khi gieo xuống đất, tưởng như chết, vỡ tấm vỏ của mình ra, sẽ phục sinh và sống lại. Và Chúa Giê-xu, Ngài là hạt giống đầu tiên của loài người gieo xuống mà sống lại ông bà anh chị em. Trước khi Chúa Giê-xu đến, người ta có chết không ạ? Người ta vẫn chết. Các giáo chủ tôn giáo có chết không ạ? Vẫn chết. Và khi Chúa Giê-xu nói về ví dụ hạt giống này, người ta nói là: Thầy ơi, thầy nói điều này ai mà chả biết. Con mới đi gặt ngày hôm qua đó, thì nhà con làm nông nghiệp mà, mùa nào con cũng gieo hạt giống thì con cũng gặt. Nhưng mà Chúa Giê-xu đang nhắc họ một điều: các con đang nhìn thấy sự đó, và chỉ một thời gian nữa thôi, sau 3 ngày của thập tự giá, các con sẽ nhìn thấy một sự sống từ một con người sống lại. Vì vậy hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, đây là biển chỉ đường mà Chúa Giê-xu nói với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Tôi xin được đọc câu 25: Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Kính thưa hội thánh, trong cái từ yêu và ghét này đấy, thì Chúa Giê-xu không hề nói là ghét mình giống như kiểu ghét bỏ. Leon có 2 đứa con đúng không? Và có một lúc nào đó yêu đứa này hơn yêu đứa này đúng không? Nhưng mà theo ông bà anh chị em, mặc dù Leon yêu đứa lớn nhiều hơn đứa nhỏ một chút, ví dụ vậy, thì có phải có nghĩa là Leon ghét đứa nhỏ không ạ? Không đúng không? Dạ. Thì cái từ ghét ở đây Chúa Giê-xu không nói là sao ạ? Ai ghét bỏ đời sống mình, không phải. Mà Chúa Giê-xu đang muốn nhắc nhở chúng ta là nếu tất cả những gì chúng ta làm đó chỉ tập trung ở trong đời này đó, thì chúng ta đã sai rồi. Và Chúa Giê-xu đang muốn nói là sao? Phải có một ưu tiên đúng đắn cho sự sống đời đời. Ngài không nói với chúng ta là sao ạ? Như vậy là này, mấy anh chồng kia, mấy chị vợ kia, đừng có mà chăm sóc con cái, đừng có lo gì cả, đừng có cho ăn cho uống quá chừng cái gì cả, đừng có cho chúng nó quần áo, đừng lo gì cả. Bây giờ suốt ngày bắt học Kinh Thánh, không phải. Mà người, lời của Chúa đang nói sao? Nếu mình yêu sự sống đời đời đó, mình phải chăm cho nó. Ngược lại chúng ta thấy mình đang yêu điều gì ạ? Mình mới chỉ đang yêu đời này thôi ông bà anh chị em. Và nếu toàn bộ sức lực của chúng ta chỉ dùng để yêu đời này đó, thì chúng ta sẽ còn hay mất ạ? Mất. Dạ, đấy là ông bà anh chị em trả lời nhé. Tôi không có ép ai trả lời câu hỏi đấy đâu á. Dạ. Bởi vì sao ạ? Đời của chúng ta tương đối dài, đúng không? Nhưng mà chúng ta biết là sao ạ? Hôm vừa rồi tôi mới làm một nghiên cứu lại, thì người ta nói là đến thời điểm mà chúng ta vừa mở ra đó, thì vũ trụ lại rộng thêm hàng ngàn năm ánh sáng đâu bà anh chị em. Người ta nói là nếu mình cứ đo mãi sang năm mình đo, mình lại thấy vũ trụ rộng thêm hàng ngàn năm ánh sáng nữa. Và ở đây là khoa học kỹ thuật càng tiến bộ thì mình càng đo, mình càng thấy vũ trụ sao? Càng lớn hơn nữa. Họ nói là có lẽ là bây giờ xem xét lại cơ quan NASA, họ nói là bây giờ xem xét lại thì vũ trụ lớn hơn 200 lần mà chúng ta đã từng ước tính. Mà trước đây chúng ta ước tính là có hàng ngàn, hàng tỷ thiên hà. Mà trong thiên hà đó có một hệ mặt trời là trái đất chúng ta đang tồn tại đây. Mà họ nói là sau một thời gian nữa thì họ càng đo càng đếm, họ nghĩ rằng là mình ước lượng sai rồi, vũ trụ còn rộng lớn hơn nữa. Như vậy tôi muốn nói ông bà anh chị em, đời này của chúng ta sống 100 tương đối dài.
Nhưng mà nếu đặt ở trong cõi đời đời đó thì có nhiều không ạ? Có nhiều không ạ? Không nhiều đúng không? Vì vậy Chúa Giêsu nói là hỡi các con, sẽ có lúc các con kết thúc. Ở đây có ai không kết thúc không ạ? Ở đây có ai không kết thúc không ạ? Dạ. Sẽ có lúc chúng ta sẽ kết thúc và sẽ gieo xuống. Nhưng nếu chúng ta kết thúc mà không phục sinh thì sao ạ? Dạ, tiếc lắm ạ. Dạ. Vì vậy, Chúa Giêsu ngài, tôi tin rằng Chúa Giêsu ngài xuống thế gian này không phải để xỉ mắng người ta, để rồi để chỉ cho người ta hiểu ra vấn đề. Chúa Giêsu ngài xuống thế gian này chỉ cho người ta thấy một con đường ngắn hơn ông bà anh chị em, một con đường nhẹ nhàng hơn, một con đường dễ đi hơn, một con đường phước hạnh hơn ông bà anh chị em. Theo ông bà anh chị em, nếu giờ khổ tu hành xác với có đức tin nơi ân điển của Chúa Giêsu thì điều nào dễ hơn ạ? Điều nào dễ hơn? Dạ. Yeah. Và nếu bây giờ phải tự cứu và nhờ Chúa cứu thì điều nào dễ hơn ạ? Dạ, nhờ Chúa cứu. Bây giờ mình về, mình nhờ cha mẹ mình, mình thấy dễ hơn hay là mình đi mình lăn lì một người khác không phải là cha mẹ mình ạ? Cha mẹ mình đúng không ạ? Và đơn giản vậy ông bà anh chị em. Chúa Giêsu ngài đến trong thế giới này chẳng phải để xây lên một cái tôn giáo mới để rồi là ngài gộp tất cả những tôn giáo khác vào, ngài làm lên một lẩu thập cẩm về tôn giáo, nó gồm là vừa tự cứu này, vừa phải coi như là cúng bái này, rồi vừa phải là khổ tu hành xác này, rồi vừa phải... Ngài không làm như vậy. Ngài đến để chỉ cho người ta một con đường khác. Ngài nói là sao? Ta là người ban sự sống. Cho nên chúng ta nhớ là tuyên ngôn đầu tiên và duy nhất của sách Giăng đó là ban đầu có ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đúng không ạ? Mọi vật làm nên bởi Ngài, chẳng vật chi làm nên và không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng cho loài người. Rất giản dị đúng không ạ? Đoạn 1 câu 12 của sách Giăng nói sao? Nhưng hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở lên làm con Đức Chúa Trời. Có dễ không ạ? Dạ. Chỉ cần tin nhận Ngài, Ngài ban cho quyền làm con Đức Chúa Trời. Dạ. Cho nên ở đó là những người Hy Lạp đó, họ chạy đến, họ cũng thấy Jerusalem là trung tâm của tôn giáo, nhiều ngưỡng mộ quá. Nhưng mà Chúa Giêsu đang chỉ vào chính mình Ngài. Ngài là một, không phải là bảng chỉ đường đâu ông bà anh chị em. Chúa Giêsu là đường đi, chân lý và sự sống. Vậy hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, buổi sáng hôm nay tôi ước ao rằng đoạn kinh thánh khó hiểu này sẽ giúp cho chúng ta có được một cái nhìn khác hơn về Chúa. Xin mời chúng ta cùng đứng lên. Trước khi chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện, thì có hai điều mà tôi muốn đọc cho chúng ta buổi sáng hôm nay tiếp. Trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép như thế này: và bụi tro trở về đất y nguyên cũ, còn thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó ra. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Và trong buổi học kinh thánh của chúng ta, của chúng tôi lần trước đó, có một câu hỏi là cuộc đời trên trần gian này là để chuẩn bị cho cõi đời đời, tất cả chúng ta sẽ hành động như thế nào? Vì vậy hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, buổi sáng hôm nay chúng ta đã nghe và thấy được Chúa Giêsu ngài chính là con đường của chúng ta. Tôi tin rằng ngài không chỉ đến để ban cho chúng ta sự sống đời đời, vì đó là tấm lòng của ngài, sự rời rộng xã lòng ban cho của ngài. Nhưng ngài muốn chúng ta hiểu được rằng ngài là nguồn của mọi sự sống và phước hạnh, để rồi chúng ta sẽ có những ngày bình an ở trên đất này. Vì vậy hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, hãy nghe những gì mà Chúa Giêsu ngài đã nói với chúng ta. Nếu ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi,
Ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Chúa Giêsu thì Ngài đã chinh phục sự chết. Ngài không chỉ ban chúng ta sự sống đời đời, nhưng Ngài đang phô bày và muốn chúng ta thấy được Ngài cũng là Chúa của chúng ta ở trong đời này. Vì Ngài thật sự muốn chúng ta được tự do. Có nhiều con đường dường như chánh đáng, nhưng cuối nẻo của nó là sự chết. Nhưng mà duy nhất Chúa Giêsu Đừng đã chỉ vào chính mình và phán rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống.
Vì vậy hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta được tự do ở trong Ngài. Hãy đón nhận Ngài, hãy mở rộng tấm lòng của mình để tiếp nhận Ngài, tiếp nhận sự tự do và Ngài đã ban cho chúng ta. Vì điều khủng khiếp nhất là sự chết, Ngài cũng đã khuất phục nó. Thì tất cả hoạn nạn, lan đề, tật bệnh hay bất cứ điều gì trong cuộc đời của chúng ta, không điều nào lớn hơn chính mình Chúa được. Vì sự chết, Ngài đã khuất phục nó rồi. Vì vậy hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, không phải Ngài là Đức Chúa Trời của quá khứ, Ngài cũng không phải là Đức Chúa Trời của tương lai, nhưng Ngài là Đức Chúa Trời của cả hiện tại chúng ta đang có đây. Chính vì vậy buổi sáng hôm nay, hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, hãy nhận lấy sự tự do mà Ngài ban cho chúng ta. Đừng để cho ma quỷ lừa dối rằng có một lan đề nào đó lớn hơn Chúa Giê-xu, có một bệnh tật nào đó lớn hơn Chúa Giê-xu, hay có một thế lực bóng tối nào đó lớn hơn Chúa Giê-xu. Chẳng có kẻ nào, chẳng có điều gì, chẳng có thế lực nào lớn hơn Ngài được. Vì chính mình Ngài đã bứt đứt dây trói của sự chết. Vì vậy hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời, đây là thì giờ mà chúng ta nói với Ngài rằng: xin hãy tha thứ cho con vì niềm tin tôn giáo cạn cợt của con về Đức Chúa Trời. Hãy cho con ngày hôm nay hiểu thật, biết thật sâu đậm về tình yêu của Ngài, Đấng đã lựa chọn bước xuống đất này, đi như một con người, thấu hiểu mọi lối thống khổ của loài người, đã gánh thay tội lỗi, tật bệnh, rủa xả, đau đớn của chính con người, của chính con đây. Nhưng chính Ngài cũng là Đấng phục sinh từ trong kẻ chết, để chúng ta sẽ được vui mừng. Chúng ta sẽ không còn nhìn vào lan đề của mình mà hãi hùng nữa, nhưng nhìn vào Đấng vinh hiền và thấy được cuộc đời thật đáng sống và tươi sáng mỗi một ngày. Tôi xin được cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, con biết ơn Ngài vì Ngài đã xuống thế giới này như một con người để thấu hiểu mọi lối thống khổ của chúng con. Và Ngài đã vui lòng lựa chọn để nhận lấy điều đau đớn nhất, sỉ nhục nhất, hình phạt nhất để chúng con được tự do. Vì vậy, trong thì giờ này con cầu nguyện để rồi bất cứ một điều nào xiềng xích thuộc về sợ hãi sẽ không còn trên hội thánh của Ngài. Tâm trí của chúng con được tự do, dù đó là sức khỏe của chúng con, dù đó là tài chính, dù đó là các mối quan hệ, dù đó là bất cứ một điều gì đang bị xiềng xích, thì giờ này con công bố trong danh vinh hiển của Chúa Giê-xu, Đấng đã bứt đứt dây trói của sự chết, Đấng đã cầm quyền như lời Ngài phán hứa, hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đều giao cho ta. Thì con cầu nguyện sự bình an của Chúa Giê-xu tuôn tràn trên tấm lòng của ông bà anh chị em chúng con, để chúng con không còn làm nô lệ cho tiền bạc nữa, chúng con không sợ hãi mà phải bán phần tốt đẹp nhất của cuộc đời này để rồi leo lét trong cuối đời trong tăm tối đâu Chúa. Con cầu nguyện để rồi không còn bất cứ một sự sợ hãi nào mà khiến chúng con phải sợ hãi và làm nô lệ cho sự chết, nô lệ cho bệnh tật và nô lệ cho mọi điều nhảm nhí của cuộc đời này, nhưng chúng con thật được tự do ở trong Ngài. Vì Chúa Ngài đã lựa chọn bước gần với chúng con. Trời, con cầu nguyện để rồi không còn bất cứ một điều sợ hãi nào trong căn phòng này, để rồi chúng con phải làm việc đến chết trong cuộc đời này nữa đâu Chúa. Nhưng chúng con sẽ được vui hưởng cuộc sống này, sẽ được tận hưởng những gì mà Chúa ban cho, trọn vẹn ý nghĩa của cuộc đời. Xin Chúa Ngài giúp cho ông bà cho chúng con được tự do, tự do, tự do hoàn toàn. Con tạ ơn Ngài, con dâng hội thánh của Chúa, những người được Chúa thương xót và đem họ đến trong căn phòng này, ngợi khen Ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện chung. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin Cha ban cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin Cha tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con.
xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đứng bởi tình yêu của Ngài và bởi ân điển của Chúa Giê-xu và bởi sự thông công của Chúa Thánh Linh, đã ban cho chúng con sự tự do mọi đàng, để chúng con được tự do trong thân thể, chúng con được tự do trong tâm linh, vì biết rằng đời của chúng con được giao trong tay của Ngài. Chúng con được tự do vì biết rằng mỗi một ngày chúng con sống trên đất này, đứng vinh hiển và quyền năng luôn bước cùng với chúng con. Để rồi chúng con có thể dõng dạc và tuyên bố rằng: hỡi sự chết, nọc độc của mày ở đâu? Nọc độc của mày ở trong tội lỗi. Nhưng ta ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã hủy phá nọc độc của các ngươi. Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết. Ta ơn Chúa Giê-xu đấng đã dùng chính huyết của Ngài để bôi xóa mọi tội lỗi của chúng con, để chúng con được tự do ở trong Ngài. Nguyện xin lòng thương xót của Chúa ở cùng với hội thánh của chúng con từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Chúa.